Rồi, miễn chào anh em đang xem kênh Nhân Chăm Sóc Mai Vàng ha. Trước tiên á, thì chúc anh em có được ngày làm việc vui vẻ và thành công nha anh em. Thì nói về những việc chăm sóc trên cây mai á, không phải chỉ có trên những cây mai đã chơi Tết rồi không đâu. Thì những anh em vào sau á, có thể mới biết kênh của mình thì nếu mà muốn xem lại các video trước đây mà mình đăng á, thì có thể ấn vào logo hình bông mai tròn, rồi kéo sang cái mục video thì nó sẽ hiện ra tất cả các video của mình ha. Anh em muốn chọn video nào để xem thì chọn. Còn ngày hôm nay á, mình nói về cái việc mà trên cây mai mà mình ghép đã thành công rồi ha, thì mình phải xử lý như thế nào, tháo bọc như thế nào, rồi cách chăm sóc sau khi mình tháo bọc là những việc gì mình cần làm để bo phát triển mạnh đó nè. Đây là những cây mai mà mình ghép cũng được 2 tuần rồi ha. Đến ngày hôm nay thì cũng phải tháo bọc ra cho cây phát triển rồi. Ở bên trong này cũng vẫn vậy nè anh em. À, mình trồng mai không có chỗ trồng thì mình ghép xong mình đưa vào mái hiên luôn, đưa vào hiên nhà luôn ha. Khi mà anh em ghép mai mà quan sát thấy cái bo mà đi được những cái lá như thế này rồi á, thì buộc và mình phải tháo bọc cho cây nha anh em. Nhưng mà cái cách tháo bọc là cũng rất là quan trọng luôn ha. Anh em nào biết rồi á thì thôi. Còn những anh em mới tập chơi á, chưa lần nào ghép hoặc là mới ghép mà không để ý á, thì có thể theo dõi cái cách tháo bọc ha. Nó cũng dễ thôi à, nhưng mà mình phải biết mới được. Nếu mà anh em mới tập chơi á, mà không chịu quan sát á, rồi mình ghép cũng đã thành công rồi mà tháo bọc không có đúng cách nó thì có thể làm các cái bo của mình sẽ bị gục đó, sẽ bị héo lá luôn và từ từ các bo của mình sẽ cũng chết luôn à. Mặc dù là đã ghép thành công rồi nhưng tháo ra thì nó bị sốc nhiệt cái là nó chết liền á. Đây là cái cây mai bonsai mà mini của mình ha. Thì vì nó nhỏ nó lùn á cho nên mình ghép á, mình làm biếng trùm từng bo riêng biệt, mình lấy một cái bọc vừa trùm đủ hết trơn cái cây này luôn đó, mình trùm một lần một luôn chứ trùm từng cái thì cũng được thôi anh em, nhưng mà nó cực công á, mình trùm thấy gì luôn ha. Rồi khi bây giờ mình tháo ra, đương nhiên là không phải bo nào cũng là phát triển như nhau nha anh em, có bo là nó cũng có lá rồi, có bo thì chưa đi luôn anh em ha, nhưng mà nó vẫn còn sống. Thì khi mình tháo ra rồi á, mình những cái bo nào mà nó chưa phát triển, chưa đi lá thì mình trùm nó lại. Anh em hiểu ý mình nói không? Cái cây ở ngoài này là mình mới ghép sau nè, trùm từng bo riêng biệt nè ha, nó cũng phát triển rồi mà chưa tháo được, chưa tháo bọc được. Rồi vậy thì trước tiên thì cái cách tháo bọc làm sao cho nó bo nó an toàn, nó không bị héo anh em. Anh em đừng có mở dây vội vàng, một cách mở ra cái là anh em lôi cái bọc ra là một lượt một là không được nha anh em. Có nghĩa là trước khi anh em mở dây ra rồi đem cái bọc ra hoàn toàn á, thì anh em phải cắt một lỗ nhỏ ở góc cái bọc anh em ha. Giả sử ngày đầu tiên anh em cắt cái góc này để một phần nhiệt độ của môi trường bình thường bên ngoài vào để cho bo mình nó làm quen á, thì nó sẽ không bị sốc ha, một phần nhỏ thôi mà. Còn anh em dở ra một cái một thì có thể là nó bị sốc. Thì đợi đến ngày hôm sau á, anh em cắt tiếp thêm một góc ở bên đối diện nữa, rồi anh em để một ngày hoặc 2 ngày sau, rồi anh em hẳn tháo hẳn cái bọc này ra. Thì trong khi đó là trong mấy ngày vừa rồi mình cắt á, là nhiệt độ môi trường ở bên ngoài là nó đã tràn vào rồi, bo mình nó làm quen từ từ rồi, thì mình có thể mình tháo bọc ra hẳn luôn là nó an toàn, đó là nó không bị sốc nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu tháo bọc cho cây ở đây và cây ở ngoài sân đó nha anh em. Hôm nay mình mở dây mình tháo hẳn cái bọc này ra luôn là vì là mấy bữa trước mình đã cắt từ gốc rồi ha. Các bo nó phát triển cũng dài rồi anh em. Thì cái bọc này lôi ra cũng khó ha, sợ gãy bo. Cho nên bọc này cũng coi như bỏ rồi, mình dùng kéo mình rọc xuống luôn nha. Rồi mình dỡ ra cho nó dễ chứ không thôi sợ gãy bo anh em. Thì tùy anh em thôi.
Đây, mình tháo cái bọc lớn ra rồi ha. Còn cái bọc nhỏ thì bo chưa đi, mình chưa tháo. Trên này bo thì phát triển như thế này rồi nè. Mình tháo ra thì nó sẽ không bị héo rũ đâu, tại nó đã làm quen rồi mà. Còn bây giờ mình tiến hành, mình sẽ bấm bỏ, loại bỏ bớt các mầm rinh nha anh em. Vì cây này cây thuần nó cũng mạnh rồi. Đó, những cái bo này nó chưa đi, mình lấy bọc mình trùm lại ha. Anh em nên nhớ điểm này nha. Vì cây này của mình đã trồng, mình đã thuần được 1 năm rồi, nó mạnh mình mới cắt ghép. Cây mạnh mình mới ghép, thì mình có quyền loại bỏ những mầm rinh không cần thiết anh em. Còn không giống như những cây phôi anh em mới trồng mà anh em ghép luôn á, thì anh em cứ để các mầm rinh này ha, để cho nó nhiều mầm nhiều lá thì bộ rễ nó phát triển ở dưới nó nhiều, tại cây phôi mới đậu đâu có rễ đâu đó. Cho nên đó là mình cây này mình bấm bỏ là vậy ha, chứ không nói rõ khúc này rồi anh em ba hồi thì thấy mình ghép xong mình tháo bọc ra rồi mình kêu anh em đừng có bấm, mà anh em không có hiểu là cây nào là cây phôi ha. Cây phôi là không nên bấm bỏ chồi rinh nha. Còn cây đã thuần rồi mình có quyền mình bấm bỏ chồi rinh như vậy thôi ha. Rồi còn bây giờ thì sau khi đã tháo bọc rồi loại bỏ các chồi rinh không cần thiết thì một số khán giả lại hỏi là cách chăm sóc như thế nào, tưới gì và phun gì á anh em. Thì bây giờ mình làm luôn. Mình có chuẩn bị sẵn đây. Thì khi tháo bọc ra rồi á thì anh em phun liền ngay cho mình một là Atonit pha loãng với nước anh em. Thì cứ phun lên cho giữ mát cho bo ha. Rồi thì Atonit thì thuốc kích thích sinh trưởng thì anh em biết rồi, thì nó cũng giúp bo nó phát triển thêm. Đó, loãng thôi nha anh em. Và một điểm nữa anh em cần lưu ý ha. Vì trên cây đã có lá non rồi mà, thì công việc phòng sâu và bọ trĩ thì bắt buộc rồi. Nhưng mà có một cái là anh em đừng có làm liền ngay lúc này nha, nghĩa là phun cái này chỉ nước và Atonit pha loãng với nước thôi ha. Đừng có pha thêm thuốc sâu và bọ trĩ vào đây liền ngay lúc này anh em. Anh em để khoảng chừng ngày hôm sau hoặc là để 2 ngày đi, 1 hoặc 2 ngày sau rồi anh em sử dụng thuốc trừ sâu và bọ trĩ nha. Tại vì giờ mới lật bọc ra thì bo nó cũng không ít nhiều, nó cũng hơi bị sốc hơi đó. Mình đưa cái thuốc sâu vào nữa thì nó có thể là nó bị ảnh hưởng đến bo. Cho nên nó là để ngày mai hoặc là ngày mốt gì anh em làm là được nha nè. Còn cái việc mà sử dụng phân bón là đa trung vi lượng á, NPK cộng TE rồi đó, hoặc là magie kẽm rồi giúp cho lá nó dày á, thì khoan sử dụng giờ luôn đi nha anh em, khoảng chừng 2 tuần nữa ha. Nhưng mà nên nhớ kỹ rằng đây là những cây thuần rồi nha. Còn những cây phôi thì tới thời điểm này mới trồng khoảng chừng 2 3 tuần không thể sử dụng phân bón được nha anh em. Đó anh em phân biệt, mình đang làm việc trên cây này là cây thuần rồi ha. Nhớ kỹ điều này. Còn riêng cái loại kích thích sinh trưởng Atonit này á thì anh em cũng có thể phun cho các bo này từ 2 hoặc 3 lần nữa là được ha. Thì cũng còn tùy theo tình hình phát triển của từng cây, cái bộ lá nó như thế nào nữa mà mình tính tiếp nha anh em. Chứ cây nào cũng áp dụng y xì như vậy thì cũng chưa chắc đâu ha. Và như vậy các việc làm của clip này, của tiêu đề này á thì mình cũng đã làm hoàn thành rồi ha. Trong clip này anh em nhớ quan trọng nhất là vẫn là cái việc tháo bọc nha anh em. Đó. Thì tại sao nói quan trọng? Vì anh em tháo bọc mà sơ sẩy á thì nó hư cái bo mình, nó uổng phí lắm. Mình đã cực công mình ghép nó thành công rồi, tháo ra nó sốc đột ngột rồi quéo rồi chết luôn, thì nó rất là uổng nha anh em. Còn muốn phòng sâu và bọ trĩ á thì đợi 2 ngày sau khi tháo bọc rồi mình phun phòng nha anh em. Rồi và việc của mình cũng đã xong rồi, còn việc của anh em là không biết đã ấn like chưa nữa. Thì mình xin được dừng clip ở đây nha anh em. Anh em xem clip thấy rút ra được những gì đó hữu ích cho riêng mình trong cái việc chăm sóc cây mai, chăm sóc bo ghép từ clip này thì nhớ cho mình xin một like ha. Đó, để giúp cho clip chạy cho thật tốt, đến được với nhiều anh em mới tập chơi mai, mới tập ghép. Còn những anh em khán giả vào sau á, chưa xem được nhiều clip của mình ra thì có thể ấn vào logo hình bông mai tròn, rồi ấn vào cái phần video ha, cái mục video á là
nó sẽ hiện ra tất cả các video mà mình đăng trước đây ha. Từ trước đến giờ đăng bài nào nó cũng hiện lên hết. Anh em muốn xem bài nào thì tùy. Và quan trọng hơn thì những anh em mới vào này nè, phải ấn vào đăng ký ha. Nếu yêu mến kênh, ấn vào đăng ký rồi ấn vào quả chuông rồi ấn vào chữ tất cả. Thì mỗi khi mình up clip mới lên á thì YouTube báo về máy cho anh em để anh em biết à mình ngày đó mình làm những công việc gì trên cây mai, và anh em có thể cân nhắc làm theo trên cây của mình cho nó kịp đồng loạt cùng với mình đó anh em. Thôi, chào tạm biệt anh em ha. Hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Bye bye.